Vâng, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn. Cửa hàng sẽ test chuông chiếc đồng hồ Odo 54 máy 10, 4 bông hồng, thùng ôm tường. Rất đẹp luôn. Cửa hàng sẽ quay chi tiết một lần nữa và test chuông cho quý vị và các bạn nghe. Chiếc này thì về với cửa hàng cũng đã quay rất là chi tiết hàng về cách đây tầm 2 tháng rồi. Ngày hôm nay thì cửa hàng âm thanh Đức Hạnh sẽ test để cho quý khách hàng có thể được nghe chuông một lần nữa. Chiếc này thì mặt bát giác làm 4 bông hồng. Đẹp xuất sắc luôn. Chiếc ống tây đang có chuông ở phía bên. Chiếc này thì cũng là siêu hiếm luôn đấy. Zin nguyên con nhá. Chiếc này thì có size rộng nhất đây, trên 60. Cửa hàng sẽ test bản khác nhé. Chuồng rất là ngân và hay luôn. Phân gỗ cẩm nai đẹp xuất sắc và quý khách hàng cũng đã được nghe hai bản test chuông của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh ở chiếc đồng hồ Odo 54 máy 10 này, đẹp xuất sắc. Và cái chỗ này thì nó đang bị cháy bóng điện nên nó hơi tối một chút. Chiếc đồng hồ này thì cực vip, cực đẹp và siêu hiếm luôn. Đấy. Vậy những vị khách hàng yêu thích kênh của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh có nhu cầu mua sắm những chiếc đồng hồ Odo bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cung cấp, hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng qua hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3 Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, chiếc đồng hồ này thì rất đẹp luôn và giá trị nó cao nên là cũng rất kén khách. Vâng, vậy cửa hàng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.